Quý vị và các bạn thân mến, đây là thịt bê đỏ tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Nếu như các bạn có nhu cầu muốn ăn thịt bò đồng cỏ Ba Vì, bò ngon, không có hóc môn, không có thành phần cám cò, thì các bạn có thể đặt hàng nhà hàng chúng tôi sẽ đóng theo chất lượng thịt, loại thịt, giá thành, tính cả tiền cước và gửi đến tận tay cho các bạn. Nếu như quý vị và các bạn ai có nhu cầu muốn đặt những cái sản phẩm đặc đặc thù từ con bò, con đà điểu thì xin hãy liên hệ 0163 5305 982 để được giao hàng tận nơi. Bỏ tính cái đuôi này ngon, đuôi hầm thuốc bắc người hầm thuốc bắc ngon lắm. này là lớp trẻ mua về hôm nay Valentine đi với vợ ăn. Ăn xong lại khỏe. Điện thoại của em sao? À, em gặp lại em sau cho thịt bò này mới là thịt bò gọi là đồng cỏ Ba Vì. Ôi giời, hết cả thuốc rồi. Thực ra kể cả bây giờ em, kể cả cái thịt bò này nếu mà anh cứ chuyển từ đây về các về xuống Hà Nội hoặc là các tỉnh lân cận này, từ giờ đến 12 giờ trưa nhận hết. Tôi nhận hết bây giờ xe chứ có chạy ra còn. Mà ví dụ như anh phải làm cái công tác, ví dụ như đấy, làm một cái video clip hoặc là làm cái quảng cáo tốt vào, nhiều khi cứ gửi thôi, người người tiêu dùng người ta sẽ xác định cái tâm lý, nên người ta sẽ chịu thôi, chả bán cái gì à. Bây giờ nhiều thằng nó trong điều kiện nó ăn toàn thịt sạch, đỗ sạch, mình quay được cái con bê thịt bê các thứ sạch sẽ, gửi cả yến luôn, 5 cân 3 cân. Đây là anh cắt thừa rồi. Cần cắt thừa là trở lại cho nó tươi tí rồi tươi lắm. Xe của mình đây gửi đây xuống Mỹ Đình nó chỉ hết khoảng hơn tiếng Thế xuống đến nơi, đáng bao nhiêu? mà Mấy chục bạc. đi qua cửa ngõ nhà mình đây. Theo tôi tháng gửi 2 lần. Gửi cái con gà, con đấy. trâu. Cẩm trâu với cả cần nó còn đẹp thế. Này là quá sạch, nhìn ngon nhỉ. Đóng từng 2 cân 1 à? Cân 2 cân tùy theo yêu cầu. Ai à? Này là gửi đi đâu đây? Ai à, cho khách nào đây? Cô đây thì gửi lắm lắm. Giờ người ta đặt hết rồi, lấy hết đi. Chính là cái bì bì này mà nấu ngon. Đấy. Đó. Thấy rằng nó nấu biết kiểu nấu ngon lắm. Đi luôn. Bò đỏ Ba Vì, đây mới là bò đỏ Ba Vì, đồng cỏ Ba Vì luôn. Bò này không ăn, không ăn cám ăn kiếc một tí nào chị nhỉ, chỉ có ăn cỏ cỏ voi. Chị nghe chị bán thịt bò này được bao nhiêu năm rồi? Năm 1997. Bán thịt bò từ năm 97 đến giờ. Cả bán cả hàng giống cả hàng ấy. 20 năm trong nghề. Chả trong nghề. Nên là con bò nào gọi là cũng mỗi thứ một tí thôi. Chả chuyên được cái gì cả. Đấy, không chuyên. Nghĩa là đây đây, đây là cái đuôi bò này. Đuôi bò đấy. Chính cái đuôi này ngon cực luôn. Đuôi này ngon cực, 150 cân cái đuôi đấy mất. Ngon. Hầm thuốc bắc à? Hầm thuốc bắc. Cân mà cái đuôi này chắc là đúng 1 cân chưa được 9 lạng. Đuôi chín, đúng 9 lạng, đúng 9 lạng. Thế đây
Đây cả những cái mảng mảng bì đây à? Nhưng mà chính là những cái này. À, đây là cái nạc sườn người ta đặt mua ấy. Nạc sườn đặt à? Đây là cái gầu ở ức cái này. Cái này. Đây này, cái miếng gầu ức trên này rồi, nhìn rồi, nó rồi. Rất là đẹp. Rồi. Nếu mà bỏ ra nó rất là đẹp, mình mua nó vào rồi. Đây là những người ta đặt rồi mà. Đúng rồi. Có hay gửi xe Vân Hòa này không? Hả? Có đây có gửi xe đâu. Ở đây có không gửi, chưa gửi xe bao giờ. Toàn là bán tại mô. Các bạn ở các tỉnh thì sẽ nhận hàng từ bến Mỹ Đình về các tỉnh. Đầu bê. Đây là vỏ bò. Thế mà mày cứ trả vào cho mày quen hẳn một con. Ở đây là gần chân núi Ba Vì, các bạn có thể thấy là bà con ở đây thì chủ yếu là nuôi con bò. Đây những cái đây là những cái rễ đường bà con tận dụng trồng cỏ. Cỏ. Cái cỏ mùa này thì đang chưa lên mấy. Đây là xe đi qua đường và thì nhận được những miếng thịt đúng chất lượng, đúng giá trị của nó. Một lần nữa các bạn hãy liên hệ 0163530592 để được nhận những miếng thịt bò ngon và những cái bộ phận từ con bò, con trâu, con đà điểu. Hãy liên hệ vào số của chúng tôi sẽ phục vụ tốt. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.